Anh chàng này dán hình người yêu cũ Tím Mộng Mơ lên tường, sau đó cô gái liền xuất hiện tím rịm tìm Sim. Chuyện là như vậy. Nam chính chán quá cho nên lôi đồ thời Cú Hỉ Cú Lai ra chơi. Anh tìm thấy một quyển tập hồi còn con nít quỷ, bài đặt vẽ người mình thầm yêu. Nhìn những bức vẽ đẹp siêu hồng phách, anh vô cùng tâm đắc với tài năng của mình. Bên trong còn có mấy tờ giấy ảnh cắt ra để dán thành hình crush nữa. Để hoài niệm cô gái năm đó từng theo đuổi, anh dán tác phẩm xinh đẹp của mình lên tường, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Một lát sau tự nhiên cái đầu cô gái rớt xuống, anh đành lấy thêm băng keo dán lại. Lúc lục lọi đồ thì vô tình làm đổ mớ hình. Anh cúi xuống để nhặt hình thì ú òa một cái, giật bắn cả linh hồn. Anh lại phải đem người con gái anh thầm yêu dán lại lên tường. Lần này em đừng có nghịch ngợm nữa nghe không. Lát sau anh phát hiện ra bàn tay thon thả của crush bị rớt, có tiếng động sau lưng, thì ra cái đầu của cổ lại tinh nghịch không chịu đứng im nữa, đành phải lấy băng keo dán thêm một lần. Ngay lúc định cố định cái đầu lần thứ ba thì qua câu chuyện này, nếu như hình dán có thể biến thành hình người á, thì các bạn sẽ dán hình ai lên tường nè?